Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chợ Etu thuộc xã Etu, thành phố Buôn Ma Thuột được lựa chọn để xây dựng mô hình thí điểm với mục tiêu xây dựng chợ kinh doanh các ngành hàng thực phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng, nâng cao chất lượng phục vụ và văn minh thương mại. Kinh phí thực hiện 250 triệu đồng, hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Năm 2019, mô hình sẽ được nhân rộng tại các chợ, trung tâm huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kinh phí thực hiện để nhân rộng mô hình được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: ngân sách trung ương, nguồn vốn xã hội hóa, nguồn ngân sách địa phương.